Việc tạo ra các tác phẩm nghệ thuật từ công nghệ AI đã không còn quá xa lạ đối với chúng ta thời điểm hiện nay, và có rất là nhiều nền tảng có thể tạo ra được những cái tác phẩm nghệ thuật nhờ vào công nghệ AI như trong bức hình này. Và đây là một cái bức hình được tạo ra bằng cái nền tảng Midjourney, một cái nền tảng dùng để chuyển đổi những cái đoạn text thành những cái tác phẩm nghệ thuật do AI tạo ra. Chúng ta có thể thấy được là vô vàn những bức tranh do AI tạo ra ở trên nền tảng Midjourney này. Midjourney nó mạnh mẽ đến như vậy thì làm thế nào để chúng ta có thể kiếm được tiền nhờ vào Midjourney? Thì ở trong cái tập video ngày hôm nay, tôi sẽ chia sẻ với các bạn cái cách để chúng ta có thể kiếm được tiền online bằng cách bán các bức tranh AI art từ Midjourney các bạn nhé. Trước khi vào video thì các bạn nhớ dành 3 giây để like video và hãy xem hết toàn bộ cái video này. Tôi sẽ chia sẻ các bạn từng bước một để làm thế nào đó các bạn có thể bán được các bức tranh được tạo ra từ Midjourney trên các nền tảng bán tranh ẩn khác nhau ở trên Internet các bạn nhé. Ok, chúng ta sẽ cùng bắt đầu. Thì ở đây chúng ta có thể thấy được là vào ngày mùng 5 tháng 12 năm 2022 thì Adobe Stock họ đã cho một cái thông báo rằng là họ cho phép bán các cái bức tranh được tạo ra từ công nghệ trí tuệ nhân tạo ở trên nền tảng Adobe Stock của họ. Adobe Stock là một cái dịch vụ mà bán các cái loại ấn phẩm về tranh ảnh và các cái video, các cái tác phẩm nghệ thuật ở trên đó để cho chúng ta sử dụng vào nhiều mục đích khác nhau. Và đây là một nền tảng rất là lớn ở trên thế giới các bạn nhé. Với một cái bài báo liên quan đến nội dung sáng tạo từ AI thì họ cập nhật vào ngày 1 tháng 2 năm 2023 thì họ nói rằng là nếu như bạn có các cái nội dung liên quan đến việc là những cái bức hình, bức tranh, tác phẩm nghệ thuật liên quan đến AI thì bạn có thể bán ở trên trang của Adobe Stock, và các bạn phải đảm bảo được là một vài tiêu chí, ví dụ như là nên này hay là không nên. Ví dụ như nên là gửi tất cả những hình ảnh được tạo dưới dạng hình ảnh minh họa, đúng không? Illustrator, đây các bạn chọn nhé, file style là Illustrator nha. Thứ hai là bao gồm chủ đề chính và lời nhắc trong tiêu đề, đúng không ạ? Phải có cái chủ đề chính và lời nhắc trong tiêu đề. Thứ ba đó chính là gì ạ? Đặt các tiêu đề và gắn thẻ nội dung giống như là gì ạ? Là AI generator các bạn, AI sáng tạo các bạn, hoặc là creative AI chẳng hạn, để làm gì ạ? Để người dùng họ nhận dạng ra được cái những bức hình chúng ta là do AI tạo ra các bạn nhé. Hoặc là họ là yêu cầu tiếp là nên nhấp vào hộp kiểm tra được tạo bằng công cụ AI tổng quát đây, được chưa? Và họ khuyến cáo rằng là không nên đặt những cái hình ảnh hoặc là tạo các thể mô tả không chính xác hoặc mơ hồ. Đấy chỉ là một vài cái thông tin mà Adobe họ cung cấp cho cái người sáng tạo nội dung để giúp cho chúng ta hiểu rõ hơn và tối ưu những cái tác phẩm nghệ thuật khi chúng ta tải lên cái nền tảng là stock.adobe các bạn nhé. Vậy thì các bạn có thể tự hỏi rằng là liệu có thực sự là kiếm được tiền từ việc bán những bức tranh từ AI tạo ra hay không? Thì đây là một cái YouTuber Mask Wafer. Anh này đã thực hiện cái việc là bán các cái tác phẩm nghệ thuật từ AI tạo ra và thu về cái số tiền là 47,78 đô la nhờ vào số lượt download là 23 download ở trên nền tảng là Adobe Stock mà mình đã chia sẻ với các bạn. Vậy nó thực sự là tạo ra các bạn có thể thấy được là ở đây với bức hình này do AI tạo ra thì nó là 9 download, hoặc là bức hình này chẳng hạn là 5 download, hoặc là cái bức hình này chẳng hạn là 3 download, hoặc là bức hình trái tim này á là 2 download, và bức hình băng tuyết này là 1 download. Ở đây có rất là nhiều bức hình ha. Và thời điểm này là thời điểm mà anh ấy ra video này á, là thời điểm cách đây là gần 1 tháng đó các bạn. Chính vì vậy nên là số tiền này có thể là tăng hơn rất là nhiều rồi, và anh ấy đã up được rất là nhiều bức hình lên đây rồi các bạn. Đấy chính là cái bằng chứng giúp cho chúng ta có thể công nhận rằng là Adobe Stock có thể là một nền tảng rất là hợp lý để chúng ta có thể tải những bức hình tạo ra từ AI để bán những bức hình đó các bạn nhé. Vậy thì trong cái video này bạn sẽ học được cách là tạo ra một bức hình AI và bán nó ở trên Adobe Stock step by step. Ok, trước khi bắt đầu quy trình thì chúng ta cần phải có một cái tài khoản Midjourney. Đấy là một cái nền tảng mà tạo ra những cái hình ảnh từ AI. Nó sẽ chuyển đổi những cái đoạn text thành những cái bức hình AI generator. Và những bức hình này chúng ta sẽ sử dụng nó để bán ở trên Adobe Stock các bạn ha. Các bạn có thể truy cập vào đường dẫn là https://midjourney.com để có thể join vào bản beta. Khi các bạn join vào bản beta thì nó sẽ ra giao diện như thế này. Đây là giao diện của bản beta của Midjourney các bạn nhé. Các bạn có thể thấy được rất là nhiều người đang tạo ra các cái bức hình khác nhau ở trên Midjourney. Vậy thì câu hỏi đặt ra đây là gì? Có thể bạn đang đặt ra câu hỏi là tôi phải tải thể loại hình nào để bán được ở trên Adobe Stock, đúng không ạ? Với bất kỳ một cái mô hình kinh doanh nào cũng vậy, thì các bạn cần phải chọn đúng cái loại sản phẩm, đúng cái loại mà khách hàng họ cần ấy, thì chúng ta mới thanh khoản được, chúng ta mới bán được, đúng không ạ? Thì đối với trên Adobe Stock cũng vậy, chúng ta cần phải chọn những loại hình nào để có thể bán được trên
Adobe Stock. Thì ở đây mình gửi cho các bạn hai cách để chúng ta có thể lựa chọn cái thể loại hình ảnh được tạo ra từ công nghệ AI để có thể tải lên Adobe Stock để bán các bạn nhé. Thì đầu tiên, cách thứ nhất đó chính là chúng ta sẽ sử dụng những cái gợi ý từ Adobe Stock. Sử dụng những gợi ý từ Adobe Stock có nghĩa là như thế nào? Ở đây chúng ta có thể thấy được là đây là trang chủ của Adobe Stock và chúng ta có thể search là AI Art đi. Thì đối với cái tab AI Art đi thì họ có rất là nhiều hình để bán đúng không ạ? Có rất là nhiều hình họ đang bán ở đây. Và những hình này đều được tạo ra từ công nghệ AI cả. Và chính những bức hình này sẽ tạo cho chúng ta những gợi ý để chúng ta lấy ý tưởng chúng ta bán ở trên Adobe Stock. Với những bức hình này là hóa và là trừu tượng đấy các bạn. Thì các bạn có thể thấy được họ đặt những cái tên cho những bức hình này gần giống với cái prop. Prop có nghĩa là những cái gợi ý để chúng ta có thể nhập ở bên Midjourney các bạn. Vậy thì ở đây chúng ta có thể thấy được là những cái từ khóa này đó chính là những cái từ dẫn từ mô tả cho cái hình ảnh mà chúng ta muốn tạo ra ở bên Midjourney. Và đấy chúng ta có thể sử dụng những gợi ý này để qua nền tảng Midjourney chúng ta tạo ra những hình ảnh tương tự các bạn nhé. Rồi, cái cách thứ hai mà mình muốn hướng dẫn cho các bạn đó là chúng ta sử dụng gợi ý từ những cái nền tảng bán hình ảnh hiện tại đang có ở trên Internet, ví dụ như là Prepic hoặc là Pixabay. Ở đây chính là giao diện của Prepic, và ở trên cái trang chủ của Prepic này chúng ta có thể xem được rất là nhiều chủ đề hình ảnh khác nhau để chúng ta có thể lựa chọn và sử dụng Midjourney để tạo ra những bức hình AI theo các cái chủ đề mà ở trên Prepic hoặc là ở trên Adobe Stock hoặc là Pixabay họ phân loại chúng ta các bạn nhé. Và chúng ta có thể lấy ví dụ là những bức hình về Valentine đi. Và ở trên Valentine nó sẽ có rất nhiều hình đúng không ạ? Những cái hình này chẳng hạn, và chúng ta có thể thấy được là chúng ta nhập vào hình thì nó sẽ có cái tiêu đề của hình ảnh đó. Đây, chúng ta có thể thấy được là Vector Happy Valentine Day Read Banner Paper Cut Realistic Style. Đây chính là những cái tiêu đề và cũng là những cái gợi ý, gợi nhắc để chúng ta có thể nhập ở bên Midjourney để chúng ta nhận về những bức hình mà chúng ta mong muốn. Đây chính là những cái ý tưởng để chúng ta có thể tìm kiếm những bức hình ở trên Midjourney các bạn nha. Rồi, như vậy là chúng ta đã có ý tưởng thứ nhất là sử dụng gợi ý từ Adobe Stock, thứ hai là chúng ta sẽ sử dụng gợi ý từ Prepic hoặc là Pixabay. Vậy thì bây giờ có thể bạn đang tự đặt ra câu hỏi rằng là độ phân giải yêu cầu ở trên Adobe Stock rất cao, làm thế nào để tôi có thể đáp ứng được? Ở đây chúng ta có thể thấy được là với những bức hình này ấy thì họ tạo ra thì với cái độ phân giải khá là thấp các bạn. Và khi mà chúng ta upscale lên một bức hình đi, ví dụ như bức hình này đi, chúng ta sẽ upscale lên tương tự như này. Đây là một cái bức hình sau khi upscale các bạn nhé. Vậy thì làm thế nào để chúng ta có thể đưa lên ở trên Adobe Stock? Bởi vì khi mà những người dùng họ tải cái hình ảnh của chúng ta ở trên Adobe Stock thì họ sẽ yêu cầu cái độ phân giải rất là cao. Chính vì vậy nên là chúng ta cần phải có được một cái hình ảnh có độ phân giải cao. Chúng ta có thể lưu cái hình ảnh này về ha. Rồi sau khi mà lưu hình ảnh này về, chúng ta sẽ mở hình ảnh này lên các bạn. Thì nó là hình ảnh mà sau khi chúng ta tải về. Bây giờ chúng ta sẽ kiểm tra cái dung lượng của nó các bạn nhé. Thì ở đây dung lượng của nó chỉ có 308 KB thôi, và kích cỡ hình ảnh này là 630x630. Nó không đủ yêu cầu cho cái nền tảng Adobe Stock họ chấp nhận các bạn. Vậy thì làm thế nào để chúng ta có thể nâng cái độ phân giải của bức hình này lên? Thì chúng ta sẽ sử dụng một vài nền tảng sau đây. Thì nền tảng thứ nhất mà mình muốn giới thiệu đến các bạn ấy đó chính là nền tảng Nero AI. Domain của nó là ai.nero.com. Và ở đây là chỉ là cái nền tảng mà chúng ta có thể upscale được cái hình ảnh của chúng ta với cái độ phân giải cao hơn các bạn nhé. Thì để mà có thể sử dụng cái Nero AI này, chúng ta sẽ vào cái Nero AI Image Upscale. Chúng ta nhấp vào đây. Thì ở đây chúng ta sẽ chỉ cần là gì ạ? Click here để có thể thử nghiệm cái bản miễn phí. Và đối với cái giao diện của cái website này cũng như là cái dịch vụ website này thì họ sẽ tính phí để chúng ta có thể sử dụng dịch vụ của họ các bạn nhé. Thì để có thể tải được cái hình ảnh kia lên, chúng ta chỉ cần nhấp vào dấu cộng và tải cái bức hình kia lên. Ở đây chúng ta nhấp vào dấu cộng một lần và tải cái hình mà chúng ta vừa tải về ha. Rồi sau khi chúng ta tải cái hình chúng ta vừa tải về rồi ấy, thì chúng ta sẽ chọn vào photo và chọn vào start để có thể nâng cao cái độ phân giải của cái bức hình này. Đây là một cái nền tảng mà chúng ta có thể thử nghiệm để có thể nâng cao độ phân giải trước khi up lên Adobe Stock. Nền tảng thứ hai mà mình muốn giới thiệu đến các bạn đó chính là nền tảng upscale.media. Đây là một nền tảng mà giúp cho chúng ta có thể là nâng cao cái độ phân giải của một bức hình lên các bạn nhé. Thì để mà có thể sử dụng được cái nền tảng này, chúng ta sẽ nhấp vào nút upload image. Rồi sau khi mà bức hình nó load lên rồi, chúng ta có thể thấy được là phiên bản mà chúng ta lựa chọn là phiên bản này các bạn. Rồi thì nó sẽ nhân đôi cái kích thước. Hồi nãy kích thước của chúng ta là 630 đúng không ạ? Thì nó sẽ nhân đôi lên là 1260x1260. Thì đối với những bức hình này thì nó đã nét hơn rất là nhiều rồi các bạn. Các bạn có thể quan sát thấy này, nó đã nét hơn rất là nhiều rồi. Nó sẽ có hai cái tùy chọn cho chúng ta. Một là tùy chọn là upscale theo dạng thông thường đúng không ạ? Thứ hai là upscale theo dạng AI. Thì các bạn có thể thấy là AI nó upscale khá là rõ các bạn. Đây chữ hình ảnh nó khá là rõ.
thì chúng ta có thể sử dụng cái hình này để tải về. Rồi, đó là trường hợp với kích cỡ là 1260 x 1260. Bây giờ chúng ta có thể sử dụng cái kích cỡ là 4X đi, nó là lên đến là kích cỡ 2K đó các bạn. Rồi đây là cái hình ảnh về 2K, kích cỡ 2K. Và đối với cái hình ảnh này thì nó nhân bản lên đến là 2500 x 2500 pixel các bạn. Chúng ta có thể quan sát thấy là chữ nó phân loại rất là nét luôn các bạn, rất là nét ha. Rồi sau khi mà chúng ta đã upscale thành công rồi, chúng ta sẽ nhấn vào download image để tải về. Rồi chúng ta sẽ cùng mở cái email lên chúng ta kiểm tra. Đây bức hình nó đã lớn hơn rất là nhiều rồi các bạn, và cái độ phân giải nó rất là cao đó các bạn. Mình zoom lớn lên này và nó cũng không bị vỡ nét. Ở đây chúng ta có thể kiểm tra thông tin của bức hình này thì dung lượng của nó từ 305 KB nó đã up lên là 6,5 MB đó các bạn. Và ở đây là bức hình mà chúng ta có thể tải lên ở trên gì ạ? Tải lên ở trên Adobe Stock đúng không ạ? Vậy là chúng ta đã giải đáp được cái câu hỏi là xử lý cái độ phân giải để tải lên Adobe Stock rồi. Vậy thì ở đây chúng ta sẽ đến cái bước cuối cùng. Ở đây thì chúng ta sẽ đến cái bước cuối cùng, đó chính là chúng ta sẽ tiến hành tải cái bức hình của chúng ta lên Adobe Stock để tiến hành bán nó các bạn ha. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ làm như thế nào? Đầu tiên các bạn hãy tạo cho mình một cái tài khoản Adobe Stock, nó hoàn toàn miễn phí luôn các bạn. Sau khi tạo tài khoản xong thì chúng ta có thể nhìn lên góc trên bên tay phải, chúng ta thấy được là nút Sell. Đây chính là bản những bức hình của chúng ta. Chúng ta nhấp vào đây. Rồi ở đây chúng ta sẽ nhập vào phần là upload my first asset đúng không ạ? Rồi ở đây chúng ta sẽ nhấn vào drag and drop file ha. Rồi chúng ta sẽ chọn cái bức hình chúng ta vừa tải về ấy. Rồi chúng ta đã tải bức hình chúng ta lên rồi đúng không ạ? Bây giờ chúng ta sẽ nhấn vào gì ạ? Đầu tiên là chúng ta sẽ chọn là gì? Chọn gì? Illustrator các bạn nha. Nó yêu cầu chúng ta là chọn Illustrator. Thứ hai là category, chúng ta sẽ chọn gì ạ? Chúng ta sẽ chọn hobby and leisure chẳng hạn đúng không ạ? Hay lifestyle đi, lifestyle đi. English là tiếng Anh ha. Rồi, ở đây chúng ta sẽ chọn là creative using generated AI tool ha. Sau đó chúng ta sẽ viết cái dòng mô tả, cái title á cho cái bức hình này đúng không ạ? Rồi chúng ta sẽ chọn title cho bức hình này, ví dụ như là Heart này, Valentine, rồi Heart này, có trái tim đúng không ạ? Rồi Happy này, Pink này, màu hồng đúng không ạ? Khung hình đúng không ạ? Portrait này, rồi như nữa ạ? Wall này, bức tường, những bức tường đúng không ạ? Đó, và chúng ta sẽ viết thêm là AI Generator. Rồi, ok, như vậy là ok. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ làm gì tiếp? Chúng ta sẽ cộng cái trái tim này, Love này, rồi Valentine này, khác này, romance này, đó, illustrator này, vector này, romantic này, rồi màu hồng đúng không ạ, pink này, đó, rồi có frame này, đó, rồi có letter, đó. Chúng ta sẽ add nhiều cái từ khóa để làm thế nào đó để khách hàng của chúng ta khi mà họ search để những cái từ khóa này thì có khả năng xuất hiện cái gì ạ? Cái hình ảnh của chúng ta các bạn nhé. Rồi, sau khi chúng ta đã có hết những cái bức hình này rồi, chúng ta sẽ tiến hành gì? Chúng ta sẽ tiến hành shape work các bạn nhé. Sau khi chúng ta nhấp vào shape work rồi thì chúng ta sẽ rê chuột lên góc trên bên phải màn hình và chọn vào submit một file các bạn nhé. Submit file này thì khi chúng ta nhập vào submit file này á thì sẽ tiến hành đăng ở trên Adobe. Rồi, như vậy là cái bức hình chúng ta đã được xuất bản ở trên Adobe rồi các bạn. Và chúng ta sẽ càng xuất bản càng nhiều bức hình với các cái chủ đề mà được người dùng quan tâm ấy, chúng ta sẽ càng kiếm được nhiều tiền hơn. Trên đây là cái cách mà mình hướng dẫn cho các bạn để chúng ta sử dụng cái nền tảng Midjourney và bán những bức tranh do Midjourney tạo ra ở trên nền tảng Adobe Stock. Và mình hy vọng rằng các bạn có thể áp dụng được quy trình này cho các việc bán hàng của bạn để kiếm về thu nhập ở trên nền tảng online. Và nếu như các bạn thấy video hữu ích thì nhớ cho Thuật một like. Các bạn chưa đăng ký kênh thì nhớ đăng ký kênh để đón xem những video mới nhất mỗi khi Thuật ra mắt về chủ đề kiếm tiền online và affiliate marketing các bạn nhé. Thuật xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở trong các video tiếp theo.